Đây là cái điện thoại và các bạn sẽ cắm cái jack 3 ngăn vào đây. Nhưng cái này nó cái cấu tạo của nó là 4 ngăn cơ mà bạn. Đấy. Thì bạn có cảm thấy nó sao sao? Tức là nó không có hợp lý cho lắm, cho nên mình phân tích cho bạn. Cái jack, cái ngăn cuối cùng này là không phải là mát mà là micro. Cái ngăn giữa là mát. Ngăn thứ nhất tín hiệu, ngăn thứ hai tín hiệu, ngăn thứ ba là mát, ngăn thứ tư micro. Vậy bây giờ các bạn đấu như thế này thì cái ngăn micro và cái ngăn mát được chập chung vào nhau với nhau, như vậy là nó không được ổn cho lắm và nó cảm giác như là nó sao sao, bởi vì cái ngăn đó là ngăn micro là phải có sản xuất ra điện áp. Thì bình thường các bạn đấu như này mà bấy lâu nay thì mình cũng đấu như vậy thôi, nhưng mà mình sẽ thiết kế ra một cái khác, cách khác để đấu cho nó an toàn hơn và đúng kiểu hơn. Dùng thì vẫn dùng cái này bình thường, nhưng mà dùng lâu dài thì mình nghĩ là không tốt. Bạn nhìn đồng hồ luôn nha, đấy, dây màu trắng nhá, dây màu trắng là gốc, rồi cái thứ hai là gần gốc là dây này, đúng không? Và cái gần gốc nữa cũng là dây này. Cái gần gốc chính là cái mà chạy lên micro với lại mát cho micro và mát của âm thanh, nên hai cái này chập lại với nhau bạn. Bởi vì hai cái này đều nằm ở đây hết. Bạn hiểu không? Rồi, cái dây màu trắng thì nó lại nằm ở đây. Bây giờ bạn sẽ lấy một thứ như sau. Bạn nhìn thấy chữ nào? Có chữ 1K đó. Bạn lấy một con điện tử 1K và bạn kết nối như thế này, như thế này và như thế này cho mình. Sau như kết nối như thế này thật là chắc ăn thì bạn sẽ hàn cho thật ngấu vào. Đây bạn nhìn thấy không? Nó rất chi là nhỏ nhắn, cho nên có thể bạn sẽ không nhìn thấy đâu. Đây là cái nấc, nấc đầu tiên, nấc thứ hai này. Đấy, đây là tín hiệu 1 này. Nó phải thông chứ nhỉ? Nếu không thông là đứt đấy bạn. Thông là bạn. Chưa? Là nấc tín hiệu thứ nhất này. Nấc tín hiệu thứ hai nha. Đây là nấc số 2. Nó phải thông rồi bạn. Như vậy bây giờ bạn chỉ việc đấu cái này với cái này là ra pha thứ nhất. Đây mình đấu luôn cho bạn xem. Một sợi dây khá là dẻo, cực kỳ dẻo và cực kỳ nhiều đồng, là chất lượng siêu đẳng cấp luôn. Các bạn hãy nhìn cái đầu ra của nó đây. Đây chính là cái đầu ra của nó, rất nhiều đồng và đồng rất là mềm mại. Dây xịn là nó phải như thế bạn ạ. Ba sợi như này, nhưng mà mình chỉ cần có hai sợi thôi, cho nên mình đâu cần phải lấy ba sợi. Hai âm ly chỉ có hai tín hiệu thôi mà, âm ly hai tín hiệu thì lấy hai sợi, lấy ba sợi là nó rất là loằng hoằng và đầu cuối là đã ra những cái răng như thế này, rất chi là hoàn mỹ bạn. Rồi bây giờ cái đầu này mình sẽ kết nối nó vào đây, giống như sơ đồ lúc nãy mình nói, nó như thế này. Thì hai đầu mát mình sẽ đấu chung, thì mình sẽ xoắn lại này và mình sẽ đấu vào ngay cái mũi giữa đây, không phải dây màu trắng nhé, mà ngay mũi giữa hai cái dây kia như thế này. Tốt nhất là hàn lại, mà nếu mà buộc chuẩn rồi thì cũng không cần hàn nữa. Như vậy là đã xong. Rồi tiếp theo, hai cái pha còn lại đây, một pha vào đây và một pha vào đây. Bạn hãy hàn nó thật ngấu nhé, để vào đây và tráng nó thật ngấu ở đây. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem. Đây nhé bạn, bạn nhìn thấy không? Mình để lộ thiên như thế này, mình chưa có làm gì hết. Nếu mình làm, mình chưa bọc băng dính cũng như là chưa luồn ống gan vào, để lộ thiên như thế này cho bạn xem nhá. Bây giờ sẽ làm một bài hát này.
Đấy, bạn cắm vào mà nó mất, có nghĩa là nó đã nhận rồi đấy. Còn nếu mà bạn mà cắm vào mà nó không mất, thì nó chưa nhận đâu. Bây giờ mình cắm lên loa cho bạn xem luôn.